nhà sản xuất phim tiếp tục lật mặt, vạch ra thuyết âm mưu nghi Kiều Minh Tuấn dàn dựng scandal tình ái. Ồn ào dàn dựng scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy mà tác giả không phải ai xa lạ chính là Cát Phượng đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Giống như mọi lần sau khi lùm xùm nổ ra, Cát Phượng nhanh chóng phủ nhận, thề thốt và khẳng định chắc chắn bản thân không nhắn những tin nhắn như An Nguy tung ra. Nữ diễn viên họ Đỗ cho rằng đó là những tin nhắn giả mạo. Liên quan trực tiếp đến sự việc, bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, đã có một tâm thư dài gửi đến Cát Phượng. Bà lựa chọn đứng về phía An Nguy, tin tưởng những lời nữ vlogger này nói là thật và nhắn nhủ Cát Phượng hãy thôi khóc lóc giả tạo, đem tính mạng con cái ra để thề thốt. Bà Dung Bình Dương cũng đăng tải thêm hai tin nhắn của Cát Phượng nhắn cho bà về việc sắp xếp báo chí phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy vào ngày 12 tháng 9 năm 2018, thời điểm đang nổ ra nghi vấn hẹn hò của cặp đôi này. Đáp lại những lời khuyên của nhà sản xuất Dung Bình Dương, Cát Phượng cho biết, tin nhắn em nhắn cho chị ngày 12 tháng 9 sẽ cho báo phỏng vấn hai người là vì em muốn hai người đó làm rõ chuyện có yêu nhau hay không, để lấy lại cái tên Kiều Minh Tuấn và để khán giả không ghét bỏ hai người đó mà đến rạp xem phim. Và thời điểm đó em lại là người đang bị điều tiếng đứng sau sự việc nữa, chị phải hiểu tận tường và rõ ràng là như vậy. Dẫu vậy, bà Dung Bình Dương có vẻ không thỏa mãn trước những lời giải thích của Cát Phượng. Tiếp tục trả lời bình luận của nữ diễn viên họ Đỗ, bà Dung suy đoán về thuyết âm mưu và mục đích dàn dựng scandal của Cát Phượng. Chị nghĩ rằng mọi việc giờ đã quá rõ. Theo chị suy đoán, do phim Chú ơi đừng lấy mẹ con phát hành ngày 21 tháng 9 và phim Mẹ Tuệ dự kiến phát hành vào ngày 15 tháng 10. Chính vì vậy mà em muốn tạo ra scandal để Kiều Minh Tuấn nổi tiếng hơn. Khán giả chửi An Nguy vì làm con giáp thứ 13, em trở thành người đáng thương. Và phim Chú ơi đừng lấy mẹ con đạt doanh thu phòng vé. Ngoài việc được nhà sản xuất trích 5% lợi nhuận cho Kiều Minh Tuấn, thì phim Mẹ Tuệ cũng được thơm lây do Cát Phượng cùng Kiều Minh Tuấn đóng vai chính. Nếu em là người vô can, thì em không cuống cuồng lên rồi khóc lóc với báo chí. Khi scandal Kiều Minh Tuấn và An Nguy xảy ra, thì em từng khuyên chị nên tránh báo chí. Xảy ra việc của chính em, thì em lại khóc lóc nhờ báo chí bảo vệ em. Chị luôn tin tưởng em và luôn bên vực, nhưng chính em đã đánh mất lòng tin nơi chị. Chị nghĩ rằng cái cần làm bây giờ là em không nên ngụy biện và dắt mũi khán giả nữa. Hãy nhìn nhận sự thật để chị và mọi người mãi còn yêu quý em và Kiều Minh Tuấn. Rất mong em hiểu tấm lòng của chị. Chúc em sẽ bình tâm và xử lý mọi việc tế nhị hơn. Diễn viên Huỳnh Đông bất ngờ lên tiếng hé lộ toàn bộ sự thật về những tin nhắn An Nguy tố Cát Phượng. Với giọng nói buồn bã, Huỳnh Đông chia sẻ về ồn ào liên quan đến phim Mẹ Tuệ. Tôi không hiểu sao bộ phim của mình lại bị kéo vào chuyện lùm xùm này. Tôi chỉ muốn làm nghề nghiêm túc, đàng hoàng. Những tin nhắn An Nguy công khai về một nhóm chat có tên Mẹ Tuệ liên quan đến chiến lược dùng tình cảm của An Nguy và Kiều Minh Tuấn là giả tạo. Chúng tôi không có group chat này, càng không liên quan. Huỳnh Đông cho biết thêm, anh và ekip đang đau đầu vì scandal này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phim. Tôi đợi nhà sản xuất Bá Cường đi công tác nước ngoài về sẽ họp bàn và tìm cách giải quyết, anh nói. Trả lời câu hỏi về phản ứng với An Nguy ra sao nếu những tin nhắn kia là sai sự thật, Huỳnh Đông cho hay, tôi đang rối bời, không biết làm thế nào, tôi chưa bao giờ đối diện với scandal thế này. Vào tối ngày 18 tháng 11, An Nguy bất ngờ lên tiếng về chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau thời gian im lặng. Nữ diễn viên thừa nhận đã nảy sinh tình yêu với bạn trai Cát Phượng trong thời gian đóng chung phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. An Nguy cho hay, lý do cô và Kiều Minh Tuấn cùng trả lời báo chí là yêu cầu từ phía Cát Phượng. Nữ diễn viên hài muốn cặp đôi thừa nhận dùng tình cảm để PR phim. Vì không muốn làm quân cờ trong tay người khác, An Nguy đã không trả lời báo chí theo hướng của người yêu Kiều Minh Tuấn. Ngược lại, cô thể hiện trọn vẹn cảm xúc thật của mình về nam diễn viên trước khán giả. Kèm theo những chia sẻ, cô đăng hình ảnh chụp lại đoạn chat của Cát Phượng trong tim Mẹ Tuệ với mình. Trong đoạn chat, có tài khoản được cho là của Cát Phượng đã đưa nhiều ý kiến dàn dựng chuyện tình cảm cho An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Về phía Cát Phượng, chị phủ nhận hoàn toàn những tin nhắn An Nguy đăng tải. Nữ diễn viên khẳng định tin nhắn đó là giả tạo. Chị cho biết bản thân sống thẳng thắn, đàng hoàng, đi lên bằng thực lực nên không bao giờ dùng chiêu trò PR. Chị cũng cho hay chưa từng gặp gỡ, trò chuyện với An Nguy trước đây. Sau sự việc, Cát Phượng khẳng định sẽ gặp An Nguy để nói chuyện rõ ràng, thay vì lên mạng xã hội làm ồn ào. Trước đó, khi chuyện tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai, phía hậu trường giải trí từng có tin Cát Phượng đứng sau đạo diễn mọi việc. Theo đó, nữ diễn viên hài bị cho là dùng chuyện tình cảm nhằm PR cho bộ phim Mẹ Tuệ sắp ra mắt.
Trong phim của đạo diễn Huỳnh Đông, Cát Phượng đóng vai chính. Nhà sản xuất phim lên tiếng, bóng gió đứng về phía An Nguy. Cát Phượng vào tận nơi đáp trả thế này đây. Ồn ào An Nguy tố Cát Phượng đứng sau thao túng scandal tình ái giữa cô và Kiều Minh Tuấn đang trở thành một đề tài thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Ngay sau đó, Cát Phượng đã lên tiếng phủ nhận lời tố cáo của đàn em. Cô cho rằng những tin nhắn mà An Nguy cung cấp là giả mạo. Ngẹn ngào nói trong nước mắt, Cát Phượng cho biết nếu như bản thân làm chuyện đó thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Giữa lúc đúng sai chưa biết thế nào, vào sáng ngày 19 tháng 11, bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân và chọn đứng về phía An Nguy. Bà Dung cho rằng tin nhắn có phải của Cát Phượng hay không, cơ quan an ninh mạng có thể tìm ra sự thật. Bà tin tưởng An Nguy và nhắn nhủ Cát Phượng không nên tiếp tục khóc lóc giả tạo. Bà Dung nói thêm, vì bà không gọi được cho Cát Phượng nên buộc lòng phải viết lên Facebook cho nữ diễn viên và mọi người cùng đọc để có nhận xét công bằng nhất. Kèm theo những hình ảnh này, bà Dung đăng tải đoạn tin nhắn Cát Phượng từng nhắn cho bà với nội dung sắp xếp báo chí phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy để hướng đến hai mục đích. Thứ nhất, để lấy lại cái tên Kiều Minh Tuấn. Thứ hai, để phim khi ra rạp khán giả sẽ đến. Chia sẻ này của bà Dung Bình Dương nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Dư luận lại một lần nữa có nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho Cát Phượng. Dưới phần bình luận, nữ diễn viên họ Đỗ phân trần. Thưa chị, tin nhắn em nhắn cho chị vào ngày 12 tháng 9 sẽ cho báo phỏng vấn hai người là vì em muốn hai người đó làm rõ chuyện có yêu nhau hay không, để lấy lại cái tên Kiều Minh Tuấn và để khán giả không ghét bỏ hai người đó mà đến rạp phim. Và thời điểm đó em lại là người đang bị điều tiếng đứng sau sự việc nữa. Chị phải hiểu tường tận và rõ ràng như vậy. Ngoài ra, một cư dân mạng cũng tỏ ra nghi ngờ phát ngôn của Cát Phượng về việc chưa từng nói chuyện với An Nguy, trong khi trước đó cô từng kể khi có cơ hội gặp gỡ, An Nguy rất lễ phép và chạy lại nói, em chào chị Cát. Phản hồi lại thắc mắc này, Cát Phượng nói thêm, này bạn, tôi thật sự chưa nói chuyện trực tiếp với An Nguy. Việc An Nguy thấy tôi và chào rồi đi là chuyện bình thường, vì là trong nghề gặp nhau, gật đầu chào là chuyện thường nhé bạn. Ngoài ra, trong status cũ của mình, bà Dung cũng đăng tải loạt tin nhắn mà trước đó An Nguy đã nhắn cho bà với nội dung xin lỗi nhà sản xuất vì những ồn ào tình ái của cô và Kiều Minh Tuấn đã ảnh hưởng đến bộ phim. Xuất hiện thêm nhân chứng mới gây bất lợi cho An Nguy, khẳng định Cát Phượng bị oan. Vào tối ngày 18 tháng 11 vừa qua, An Nguy bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp đoạn tin nhắn được cho là của Cát Phượng trong một group chat có tên Mẹ Tuệ Tim để dàn dựng về ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên còn gửi lời xin lỗi đến khán giả về mọi ồn ào thời gian qua và hy vọng những gì cô chia sẻ sẽ làm sáng tỏ mọi khúc mắc của công chúng, cũng là cách để khép lại toàn bộ ồn ào tình cảm không hay với Kiều Minh Tuấn. Trước bão dư luận, Cát Phượng đã lập tức lên tiếng, khẳng định đó là những tin nhắn giả mạo. Và mới đây, nhà sản xuất của bộ phim Mẹ Tuệ cũng đã lên tiếng về những ồn ào này. Theo đó, nhà sản xuất này chia sẻ rằng hiện tại anh đang trên đường đi công tác ở Mỹ nên chưa thể có câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Nhà sản xuất Bá Cường cũng đã chia sẻ về việc đạo diễn Huỳnh Đông đã lên tiếng phủ nhận đoạn chat cũng như không hề có Cát Phượng trong group chat của nhà sản xuất Tìm Mẹ Tuệ. Nhà sản xuất của phim Bá Cường khẳng định Cát Phượng không hề có trong nhóm chuyện mang tên Mẹ Tuệ Tim như hình ảnh được đăng tải trong những ngày vừa qua. Anh viết, Cường chính là nhà sản xuất phim Mẹ Tuệ, đạo diễn Phạm Huỳnh Đông. Hiện nay Cường đang trên đường đi Mỹ, nhưng vì sáng giờ có rất nhiều bạn đã inbox cho Cường hỏi về câu chuyện nữ diễn viên An Nguy đã public một đoạn chat giữa chị Cát Phượng với ekip phim Mẹ Tuệ để lên kế hoạch PR cho phim từ dự án phim Chú ơi, sau đó đến phim Mẹ Tuệ. Như đạo diễn Huỳnh Đông đã lên tiếng phủ nhận nội dung đoạn chat kia, ekip sản xuất Mẹ Tuệ có group chat riêng, nhưng là group dành cho ekip sản xuất phim, hoàn toàn không có chị Cát Phượng trong group. Không những thế, nhà sản xuất Bá Cường còn tuyên bố sẽ điều tra sự thật và công bố đến với giới truyền thông trong thời gian sớm nhất. Cường hẹn khi trở về nước sẽ cố gắng điều tra sự thật và có một buổi thông báo với báo chí rõ ràng về sự việc này, vì cho đến hiện nay, phim Mẹ Tuệ đang bị đóng băng vì những chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình và ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình công ty và gây thiệt hại cho phim Mẹ Tuệ. Cường đã rất sốc khi công sức của ekip phim Mẹ Tuệ đang bị xuyên tạc rất nhiều vì những thông tin chưa hề được kiểm chứng và có cảm giác như nó sẽ không bao giờ lắng xuống. Hẹn mọi người ngày gần nhất, Cường sẽ có buổi thông cáo báo chí một cách nghiêm túc về sự việc này, cũng như cảm ơn những người bạn, anh chị em đã luôn sát cánh động viên để Cường bình tĩnh giải quyết vấn đề ngoài ý muốn này trong suốt 2 tháng rưỡi qua.